biết trong quá trình chúng ta di chuyển và độ đổ xe thì xe sẽ bị chịu ảnh hưởng trực tiếp của ánh nắng mặt trời, thì nó sẽ dẫn đến cái sự bạc màu và mốc trắng đối với cái phần chi tiết nhuyễn nhám trên xe. Thì hôm nay để giải quyết cái vấn đề này cho anh em thì mình xin được giới thiệu cái loại sản phẩm nhuyễn nhám, loại này tên là CSS Plastic. Thì mình xin được nói sơ qua về nó. Thì loại này anh em xài được tầm khoảng 3 lần. Mỗi lần anh em xài thì nó sẽ giữ được mình từ 3 đến 6 tháng. Thì đối với mình cái loại này thì anh em có xe mới hoặc là xe cũ thì cũng nên đều sử dụng. Thì đối với xe mới thì chúng ta bảo dưỡng hàng tháng thì nó sẽ giữ được cái sự mốc bẫy và cái vẻ đẹp đối với cái phần nhuyễn nhám trên xe. Thì hôm nay mình xin được trực tiếp cho anh em xem nhé. Này mình chế một lượng nhỏ vừa đủ lên. Rồi, để nó ra ngoài. Khi mà anh em sử dụng xong á thì mình để khô từ 12 đến 24 tiếng thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt nhất của sản phẩm đem lại nhé. Thì sản phẩm này chống đỡ bụi nha anh em. Sẽ tháo cái này.